Chào các bạn, trong bài trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thiết kế trang game online để nó đáp ứng được chuẩn RUD. Thì đây là bài thực hành trang game online mà hôm trước chúng ta đã thiết kế xong. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta hãy ráp cái trang game online này vào bên trong trang chủ. Bây giờ các bạn hãy mở Reviewer lên. Các bạn hãy mở trang game online mà trong bài thực hành trước các bạn đã thiết kế xong. Sau đó các bạn hãy mở trang chủ index của chúng ta lên. Trong trang chủ này, cái phần game online là chúng ta sẽ chèn vào bên dưới của cái phần block này. Do đó là bây giờ trong trang chủ của chúng ta, các bạn hãy kiếm lại cái phần block. Đây là phần block của chúng ta. Bây giờ dưới phần block này, chúng ta sẽ tạo một cái comment để chúng ta chèn cái phần game online vào bên trong này. Ở đây chúng ta sẽ là begin game online. Các bạn nhớ tạo ghi chú thì sau này chúng ta sẽ dò code dễ hơn, vì sau này trang của chúng ta sẽ có rất là nhiều module. Do đó nếu mà các bạn viết luôn tuồn vào bên trong này thì sau này dò code lại hoặc là chúng ta cần bổ sung gì thêm vào thì sẽ rất là khó dò. Ở đây là end của phần game online. Sau này khi các bạn thiết kế nhóm thì nếu mà các bạn có ghi chú thì người cùng nhóm với chúng ta khi mở source code của chúng ta lên coi thì họ sẽ nắm bắt nhanh hơn. Bây giờ bên trang game online này các bạn hãy đóng cái section này lại. Bây giờ các bạn hãy copy cái section này. Sau đó các bạn hãy dán vào cái phần game online của chúng ta. Sau đó các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn review trang chủ của chúng ta lại. Vậy là cái phần game online của chúng ta đã đưa vào đây được. Nhưng mà cái phần game online này bạn thấy là nó tràn lên trên cái phần block luôn. Do đó là chúng ta sẽ định nghĩa lại cái thuộc tính của cái phần game online này. Muốn phần game online này không tràn lên phía trên thì chúng ta phải sử dụng thuộc tính clear bằng boss. Thuộc tính này là ngăn không cho nội dung của phần bên dưới tràn lên bên trên. Các bạn lưu lại. Chúng ta review lại. Vậy là phần game online của chúng ta ở đây là nó không tràn lên phía trên nhưng mà nó hơi dính sát vào. Do đó chỗ này chúng ta cho cái margin top bằng 20 pixel để phần game online của chúng ta không dính với cái phần block. Ở đây thì chúng ta cho margin top thì nó là không hiểu. Do đó là bây giờ chúng ta sẽ định cho cái phần game online này, hoặc là chúng ta định cho cái box của cái phần ẩm thực này nó hở dưới là 20. Các bạn xuống cái phần block của chúng ta. Cái phần block thì bữa hổm là chúng ta có cái box block này. Box block này chúng ta định chiều cao là 260. Có nghĩa là cái khung này chứa là khoảng 260. Bây giờ chúng ta cho nó hở dưới thì nó sẽ đẩy cái phần game online của chúng ta xuống. Vậy là chúng ta sẽ cho margin bottom ví dụ là 20 pixel. Vậy là cái last box block này chúng ta sẽ cho hở phía dưới là 20. Vậy là từ cái box này, cái box này nó hở xuống đây là 20 pixel. Cái chữ game online này là nó hơi to quá, chúng ta sẽ chỉnh lại cái tiêu đề của nó lại. Cái phần background game online này chúng ta cho cái font size vào ví dụ là 12 pixel. Vậy là cái phần game online này là 12 pixel, hơi nhỏ, chúng ta cho là 14 pixel. Vậy là chúng ta có được phần game online này là 14 pixel. Thì hiện tại cái phần game online của chúng ta là chúng ta đã chạy được trên desktop, nhưng mà trên di động thì chúng ta chưa đáp ứng được. Ở đây ví dụ như là chúng ta chạy trên hình từ 240 tới 320 là bạn thấy là nó bị văng layout, là do độ rộng của phần game online này là chúng ta fix chết độ rộng là 670 pixel thì chắc chắn là nó sẽ bị văng giao diện. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế lại cho phần game online này làm sao nó đáp ứng được chuẩn RUD trên các màn hình điện thoại khác nhau.
Do đó là bây giờ các bạn hãy vào phần định nghĩa của màn hình điện thoại, kích cỡ nhỏ nhất từ 240 tới 320. Trước tiên là chúng ta định nghĩa cho màn hình này. Đây là màn hình điện thoại từ 240 tới 320. Chúng ta sẽ tạo ra cái phần chú thích trong này. Begin của game online. Và đây là phần kết thúc, end của game online. Bây giờ trước tiên là các bạn mở cái này ra lại. Cái last game online này là bây giờ chúng ta sẽ cho bung ra là 100%. Khi chúng ta chạy trên desktop thì chúng ta cho nó là 607, nhưng mà khi chúng ta chạy trên di động thì chúng ta cho nó rộng ra bằng 100% luôn. Width chúng ta cho bằng 100%. Cái title này là chúng ta cũng cho rộng ra 100% luôn. Lúc trước là chúng ta cho nó là 600 mấy pixel đây. Phần title chúng ta cho là 607. Bây giờ chúng ta cho lại là nó 100% luôn. Width chỗ này chúng ta định nghĩa là 100% luôn. Bây giờ các bạn lưu lại, các bạn chạy thử trên màn hình này lại. Vậy là cái phần game online này, cái phần header này là nó đã bung đầy 100%. Nhưng mà các game của chúng ta bây giờ nó bị rớt xuống. Vì ở đây chúng ta độ rộng 100%, ở đây là tính ra chúng ta có 240 thôi. Mà mỗi một cái game của chúng ta nãy ở đây là chúng ta định cố định độ rộng là khoảng 160 pixel. Do đó là bây giờ chúng ta phải bung đầy cái box này ra là 100%, và chúng ta cũng không có lót qua trái nữa, để chúng ta sắp mỗi một dòng như vậy là một game thôi. Do đó là các bạn định nghĩa lại cái last box game này. Bây giờ cái last box game này của chúng ta là nó chứa một cái game bên trong. Bây giờ width chúng ta cũng cho là 100%. Bây giờ chúng ta sử dụng thuộc tính load. Bây giờ chúng ta cho là non, có nghĩa là bây giờ chúng ta không load nữa. Và cái margin right của chúng ta, hồi nãy chúng ta cho là 17 pixel. Bây giờ chúng ta cho là 0 pixel, có nghĩa là chúng ta không cho nó cách phải nữa. Và text align chúng ta cho bằng center luôn, để cho cái hình của chúng ta nó vào giữa. Còn nếu mà các bạn muốn bung cái hình này rộng ra 100% thì chúng ta phải có được cái ảnh gốc của cái hình này. Vậy là cái game online của chúng ta là nó đã vào giữa. Bây giờ cái chiều cao thì chúng ta cho nó là ô tô luôn, để nó tự động. Vậy là chúng ta ở đây là chúng ta có được 4 cái game nó vô giữa. Còn cái game cuối này là do nó nằm ở cái last là box game cuối, do đó chúng ta phải định nghĩa luôn cho cái last box game cuối này. Các bạn copy cái last box game này xuống bên dưới, sau đó các bạn đổi lại cái tên là box game cuối, thì cái thuộc tính chúng ta định nghĩa giống như cái phần box game này thôi. Các bạn lưu lại, các bạn review lại. Vậy là cái game cuối của chúng ta là nó cũng vào giữa. Nếu mà chúng ta có được cái ảnh gốc thì chúng ta định nghĩa thêm cái hình bên trong cái lá bóc game này là nó bung ra 100%, thì cái game của chúng ta nhìn trên màn hình này nó sẽ to hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chưa có ảnh gốc thì tạm thời chúng ta cho nó vào giữa nó nằm. Còn nếu các bạn muốn định nghĩa nó bung đầy 100% thì các bạn chỉ cần định nghĩa thêm là cái bóc game và cái thẻ email trong đó độ rộng sẽ là 100%, thì nó sẽ bung đầy ra. Bây giờ ví dụ như là ở đây thì chỗ này rộng rãi thì cái tên cái game ví dụ chúng ta cho nó to ra. Do đó chúng ta có thể chỉ định là cái font size ví dụ như là bây giờ là 18 pixel, để cho cái size chữ nó to ra.
cái phong size này các bạn cho luôn vào bên trong cái box game cuối. Vậy là cái size chữ nó to ra 18. Ở đây là chúng ta nằm trong cái thể H1, do đó nếu mà chúng ta cho bên trong này thì nó sẽ không ảnh hưởng. Bây giờ các bạn đặt thêm một cái chấm box game, nhưng mà chúng ta định nghĩa cụ thể luôn cho cái thể H1. Bây giờ cái font size chúng ta mới để vào bên trong này là 18 pixel. Vậy là bạn thấy bây giờ nó ảnh hưởng rồi nè, có nghĩa là cái tiêu đề nó to lên, cái tên cuối cũng vậy. Bây giờ chúng ta chỗ này chúng ta sẽ thêm một cái nữa, đó là box game cuối H1 cũng là 18 pixel luôn. Vậy là cái game cuối cùng, cái tiêu đề nó cũng là 18 pixel. Vậy là cái phần game online của chúng ta đã thiết kế đáp ứng được chuẩn ARWD cho màn hình điện thoại từ 240 tới 320. Bây giờ chúng ta cũng thiết kế luôn cho màn hình từ 320 tới 480. Thì hiện tại là màn hình này là chúng ta chưa đáp ứng được chuẩn ARWD. Do đó là cái phần định nghĩa của cái game online cho màn hình từ 240 tới 320 này, các bạn copy từ phần begin tới end, các bạn đưa vào luôn bên trong cái màn hình từ 320 tới 480. Đây là màn hình từ 320 tới 480. Chúng ta sẽ đưa các thuộc tính đó vào bên trong này. Các bạn lưu lại, các bạn review thử. Vậy là trong màn hình này thì chúng ta cũng sắp là một cột, mỗi một cột này chỉ là một game thôi. Nếu mà chúng ta cho nó nhỏ lại thì một cột này chúng ta sắp hai game cũng được, nhưng mà một game thì nhìn nó sẽ thoải mái hơn. Bây giờ chơi màn hình từ 480 tới 800, màn hình này hơi rộng rãi, thì lúc bây giờ chúng ta có thể cho một dòng như vậy là chứa khoảng hai game. Do đó là bây giờ các bạn cũng dán luôn cái thuộc tính mà chúng ta vừa mới định nghĩa từ phần begin tới end này trong màn hình từ 320 tới 480, các bạn dán luôn vào cho màn hình từ 480 tới 767, rồi chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại theo ý muốn của chúng ta. Các bạn dán luôn vào bên trong này. Nếu vậy thì chơi màn hình này thì nó cũng là hiện mỗi một dòng, mỗi một game là nằm trên một dòng thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn là mỗi một dòng như vậy là hai game, mỗi một dòng là hai game, vậy là cái độ rộng của cái box game này bây giờ chúng ta không là 100% nữa, mà ví dụ chúng ta cho là 48%. Bây giờ load là chúng ta load qua bên trái, và cái box game cuối này chúng ta cũng cho là 48%. Chúng ta chia đôi ra, và ở đây là chúng ta cũng load qua left, và chúng ta có margin right là ví dụ như là 5 pixel. Các bạn chạy thử. Vậy là ở đây mỗi một dòng như vậy là chúng ta có hai game. Ở đây thì chúng ta có 5 game, vậy chúng ta lẻ một game. Do đó là các bạn có thể bỏ bớt cái game cuối này đi để chúng ta hiện 4 game thôi cho nó chẳng. Do đó là cái game cuối này chúng ta sẽ đặt cái ID cho nó. Trong cái phần game này, cái game cuối này, ví dụ chúng ta đặt ID cho nó là game cuối. Bây giờ trong đây chúng ta giấu cái game cuối này đi. Chúng ta đặt ID thì ở đây chúng ta sẽ dùng dấu thăng game cuối. Riêng cái game cuối này chúng ta sẽ cho display bằng non.
các bạn save lại, các bạn chạy lại thử. Vậy là riêng cái game cuối này là chúng ta sẽ giấu nó đi, chúng ta chỉ hiện 4 game thôi, bỏ bớt một game. Bây giờ trên màn hình từ 640 tới 960 là chúng ta hiện 4 game, như vậy là cũng đã đáp ứng được chuẩn A review D. Trên màn hình từ 768 tới 1280 thì bây giờ chúng ta cho bung cái này ra 100% luôn, để không thôi là chúng ta hở bên tay phải này. Do đó là bây giờ trên màn hình các bạn tìm cái đoạn định nghĩa cho màn hình từ 768 tới 1000. Ở đây chúng ta sẽ tạo cái chú thích lại là begin game online. Và end của game online. Vậy là cái last game online của chúng ta. Width chúng ta cho là 100%. Và cái phần game online title này chúng ta cũng cho nó là 100% luôn. Vậy phần này chúng ta rộng ra 100%. Vậy là khi chúng ta rộng ra 100% thì bây giờ độ rộng của mấy cái box này chúng ta sẽ chia lại. Ví dụ chúng ta hiện 5 game thì mỗi game ví dụ chúng ta là 20%. Nếu 20% thì chúng ta không có được cái khoảng hở này. Ví dụ chúng ta hiện là mỗi game là 18%. Các bạn hãy copy cái phần mà chúng ta đã định nghĩa phía trên từ màn hình 408 tới 767. Chúng ta có định nghĩa cho cái box game này nè, thì các bạn copy cái phần box game này xuống bên dưới. Cái game cuối này thì chúng ta không bỏ, chúng ta để nguyên luôn. Bây giờ chúng ta đã có được hai cái last rồi. Last game online và last game online title. Bây giờ chúng ta sẽ đưa thêm một số thuộc tính vào đây. Chúng ta định nghĩa lại cái phần box game và cái phần tiêu đề của nó. Cái phần box game cuối tiêu đề và cái phần box game cuối. Bây giờ thay vì ở đây chúng ta là 48% thì bây giờ ví dụ đây chúng ta cho là 18% thôi. Ở đây chúng ta cũng cho là 18%. Bây giờ sai chữ 18 thì to quá, chúng ta cho 14 thôi. Vì ở đây chúng ta hiện tổng cộng là 5 game lần. Ở đây chúng ta sai chữ, chúng ta cho 14 thôi. Sau đó các bạn lưu lại. Vậy là ở đây chúng ta mỗi cái là 18%. Ở đây nó vẫn còn dư. Chúng ta cho là 19%. Vậy là nó rộng ra chút xíu nữa. Vậy là chúng ta đã hiển thị được là 5 game. Bây giờ các bạn có thể tăng lên. Vì các bạn xài phần trăm thì các bạn có thể xài số lẻ được. Ví dụ như là 19.5%. 19.5. 19.5. Các bạn tăng lên từ từ. Vì ở đây chúng ta có cái margin right rồi. Do đó là bây giờ cái game cuối này thì có thể là chúng ta sẽ bỏ cái margin right đi. Lố độ rộng rồi. Bây giờ cái margin right game cuối chúng ta không cho nó cách phải, chúng ta bỏ đi. Vẫn lố. Vậy bây giờ chúng ta thay vì 19.5 thì ví dụ chúng ta cho 19.2 thôi. Chúng ta có 5 game, mỗi một box như vậy là tối đa là 19 mấy thôi. Vì ở đây chúng ta có 19 try nữa, chúng ta tổng độ rộng là 100%. Vậy là ở đây chúng ta có được 5 game.
Nhưng mà cái khoảng hở này thì nó rộng hơn khi chúng ta xem trên màn hình desktop. Vậy là trên màn hình từ 768 tới 1280 là chúng ta đã đáp ứng được chuẩn ARIUD. Còn trên màn hình từ 1024 và 768 thì cái game này giống như khi chúng ta chạy trên desktop, nó cũng đã đáp ứng được chuẩn ARIUD. Còn trên desktop thì chúng ta đã chạy rồi thì chúng ta không nói nữa. Vậy là cái phần game online này là chúng ta đã thiết kế đáp ứng được chuẩn ARIUD để cho nó chạy được trên tất cả các màn hình điện thoại với kích cỡ khác nhau. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.